Chú Quyền phá trước à? Em phá trước nha. Ui dồi. Có hạt tiêu không ăn được cả nhà. Mời đại gia đình nhà mình nhá. Qua đây đơm ngập mồm. Mỗi miếng cái cành này phải bằng cá mồm, cá mồm bát người khác. Tuyệt vời chưa? Đấy. Món này là ngay chú Tôn nữa, đúng là đúng là ớt, ớt khác gì vác cái chè. Ăn phải nửa. Ui dồi. Quá đẹp. Còn nửa bát luôn cả nhà. Đúng là nửa bát luôn đấy. Cái cành rắn là hơn thạch. Đây này, chắc có thể nùa kiểu gì này. Nùa, úi giời đấy, mút mút, đấy. Úi giời. Không mình được. Quá ra, nùa. Chào cả nhà nhá. Buổi sáng vui vẻ. Quá này. Đây là ớt chi bỉ á. Đấy, tốt lắm. Dần một cái sậm cảnh đây. À, vì hôm nay là buổi sáng, mình lại chào cả nhà vui vẻ nhá. Chúc cả nhà một ngày mới hạnh phúc. Đang cứ níu tí về cái này, đang ngắm có thấy là ra hoa, ra quả, đựng cái gì ở khoai. À, lại chia sẻ cả nhà là bữa ăn sáng nhé. Lòng lại lòng lợn tiết canh, đấy cả nhà. Lòng lợn tiết canh hôm nay là có đầu bếp Quyền này, gom được đầu bếp Quyền này. Mình đang khu chú Hùng với chú Tan Ca chưa? Đấy, cả nhà. Còn các chiến hữu kia đi làm. Hello, chào đại gia đình nhà mình nhá. Này quá tuyệt vời, làm món tiết canh của bác Biển, bác ấy đánh. Ừ. Lâu lắm rồi, thèm quá. Lâu rồi, đấy em ơi. Chân giò đã đời nhỉ. Hello, chào cả nhà nhá. Hay quá. Làm món tiết canh. Đang được chân giò. Có cái bông này. Bông nó cạn, nó yêu quý, nó đâu không thấy các chú sang nó mừng. Thấy chưa? Cào được, cào được. Chân giò. Đang ăn được quả chân giò, chú ạ. Chân giò này mà ăn ngon lắm. Các chú đi làm xong là về tắm rửa xong là sang luôn đấy cả nhà. Còn là ta đang khu xem chú Hùng, chú bảo tối qua chú bảo đang ta điện cho nó bảo em đang làm đêm. Rồi. Ớt này, ớt đẹp nhờ, xin đẹp. Hành nướng này, để tí mà mình nướng nhá, tiết canh không thể thiếu. Đây các đồ đây, đồ của Biển là toàn đồ hàng VIP, khách VIP mà. Đấy, nòng già nòng non rồi là cuống họng để tí đánh rồi nó. Đây, có chân giò này, thịt chân giò đánh như thế ngọt lắm cả nhà. Nhưng mà ăn được cả nữa là mua luôn lại cái ba chỉ loại xịn nhất ấy. Nó mỏng lắm. Chân giò đây. Giấy anh ạ. Ừ, đây là giấy này. Chờ các sếp đến rồi, đông đủ cái là anh em mình vấy chiếc anh. Còn đầu bếp Xuân này cắt cơ chào buổi sáng, chắc là công ty ra khát nước. Khát nước. Nên là nó nóng, bia uống này. Nóng được. Chưa sáng mà trời nó xiên nóng quá. Chiếc canh mà đánh chân giò này ăn thì đẳng cấp lắm. Bắt đầu là đầu bếp Quyền băm thịt chân giò để bánh tiết canh nhá cả nhà nhá. Sáng nghe thấy trước cái đồ nó vui nhỉ. Chúng ta lại cứ truyền thống. Đấy. Đây này, có cái đầu lòng chú Xuân đang nhâm nghe, chú đang bảo là gì này? Bánh tiết canh. Bánh tiết canh à. Đây, hành khô mình đã nướng rồi cả nhà ơi. Đây chỉ cần bóc vỏ thôi. Nướng, ớt nướng chưa? Đấy. Ớt nướng rồi. Ớt đây cả nhà ơi. Ớt cũng nướng nhá. Ăn nó ăn toàn đồ ớt hành nướng này ăn nó thơm. Ăn nó phải mồm ngon lắm. Ở nhà đấy không? Lấy ở quán mà nóng bỏng tay nhưng mà vẫn phải luộc lại để ăn cho nóng, chủ yếu ăn cho nóng thôi, còn người ta nấu chín rồi. Mình sôi xịch. Sôi xịch. Chú Xuân mà sôi xịch. Cắt cơn. Cắt cơn. Đi làm về thì nó cũng nóng nóng, đi làm ca đêm có muốn nóng nóng. Ừ. Đấy, thế là băm bổi với lại băm hành tỏi ớt vào nữa thì là quánh ăn cho nó thơm ngon mắt mẻ thằng người. Có thơm gà như vậy. Xin chào nhé, hôm nay là đủ con võ ba quan. Đúng rồi, quan. Đủ các loại đồ cho mặt nữa. Đúng rồi, hai thằng em nó vừa ra công ty với mày thôi. Còn là Bùi Tôn nó đây đi làm rồi. Thế. Đấy. Quan con lại. Trước công bố còn đánh bằng tiết canh lòng. Đấy, đấy lại nào có lại đầu lòng ấy, rồi mày dễ bị thằng Xuân nó chọc kéo mù mắt lắm. Mù cái đầu lòng ngon nhất của nó mày lại khừa hợp rồi. Người ta bảo kho như bắt đầu mình đến lượt cùng nhà đi tráng bát nhá, đi tráng bát đĩa và đánh lấy tiết canh cũng phải nước sôi nhá, đây là cái phong cách của Biển nó là như thế. Thế mà nhiều ô xe gọi là khách VIP thì cứ phải đầu lòng bớt lại cho Biển thôi. Review phát xem ảnh cái quảng cáo rồi xem nào. Đầu lòng hôm nay nắng quá nhỉ. Ngọt tuyệt vời, ngọt rồi. Mày review quả đầu lòng của chú Xuân, chú đã nườm chết rồi. Chúng đang bực mình, chúng ta bảo rồi nó cầm kéo chọc cho mù mắt.
đầu bếp à? Đầu bếp lại tranh thủ ăn cái nóng này mới ngon này. Để xong nhá. Không không, băm tất vào đi. Băm hết vào chú ạ. Ớt mẹ hành băm hết vào. Đấy, hành ớt là băm hết vào. Bóc cái vỏ đen thế là băm tất vào để trộn vào ăn cho nó ngon. Chịu khó này có làm hay không đâu. Còn ăn cái hành nướng với ớt nướng thì rất thơm. Chịu khó tìm tòi nó mới ngon. Đấy, nhưng mà có chịu khó làm thôi, nhưng còn cái người như anh em mình là hay làm ào ào nhất thì rau cỏ nó không ăn, nạc còn không ăn. Đấy, làm cái canh mà mấy đầu bếp về đến được đầu bếp Hùng chia quà. Đầu bếp Hùng chia quà, chia tài sản. Đâu cũng chuẩn hết đấy nhỉ, đều đấy. Chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp của Bạch Thủ Trì, Hủ Trì, tám đỏ hai nẻo tôm. Bạch Định tám đỏ hai nẻo. Tưởng đâu là sao lại kêu câu Bạch Định vào nữa thì cả cốt. Bà mãi không biết là đếm rồi. Bốn nước đi. Đánh tiết canh mà bốn ông ngồi đấy đánh tiết canh thì xịn. Hai bên là được. Rồi. Quá cứ mãi chuyện khuấy khuấy cái rồi đồng xẹt trên bát rồi. Điền thế. Đấy. Đổ tiếp vào chú khuấy cho chú ăn. Nó vả nó còn vạch. Đang gián đoạn. Không cách không cả. Bên này thì đầy thế. Ăn rồi thì chuyên đánh tiết canh để anh em ăn sáng rồi cả nhà. Hôm nay cạnh tiết nó nhiều. Quấy vào đông luôn trên tay hơi buồn nhỉ. Đông luôn thì... Tiết đẹp mà bổi có rồi mà tiết không được, không thành tiết canh. Mới là hại não. Không chỉ biết tiết canh trâu thì nhá. Mới sáng này, sáng này ra mà nhà nào có cần húa gật là ngon. Bình minh là đẹp rồi đó. Đây, úp ban luôn. Đẹp quá. Thì bên này rắc nạc vào đúng không? Chú đổ nước vào. Đã xong nhá. Lòng ngon tiết canh đẹp, tiết canh úp ban, tiết canh nóng đấy. Mời cả nhà ăn cùng anh em như mình nhá. Mời cả nhà nhá. Bữa sáng anh em mình hôm nay là... mấy hôm nó mưa mát hôm nay có tí nóng nắng là nóng quá. Ôi trời ơi, uống. Thế các bố uống rượu đeo nong đen dày đấy nhỉ? Thế là. Thế bảo ai biết đâu được. Rồi nhìn thấy mấy miếng nòng non, đầu nòng non ngon cái các bố uống 50, 60. Mời cả nhà nhá, tuyệt vời quá. Này, cứ xòe bàn tay ra hứng đi. Ăn uống mình cứ phải ăn uống vào phải vào một cái cách tự nhiên mà. Đấy. Nhưng mà vẫn thua Bùi Tôm, Hùng hồn lắm. Và cái nhìn cái nóng hổi cái đầu nóng ấy, nhưng mà vẫn thua Bùi Tôm. Bùi Tôm đánh nén mới khéo, không phát hiện được. Vậy sao tao nghi ra mà cái nốt cắt này sao mới thế nhỉ? Tức là nó mất đoạn đâu nhỉ? Thế là ông ăn mẹ lúc nào không biết rồi. Đầu nóng nước mới sôi cái mà nóng chưa nổ cái ông đã cắt mang ra ông dũng rồi ông ăn. Đúng nhưng mà sao không bục xong xong bục cái chỗ xấu ấy, chỗ đẹp mình để cứ ăn cái chỗ đẹp chứ. Làm đêm mình mắt được kém. Mất kém. Mất kém. Nhìn có tôm đỏ, sao có tôm đỏ? Nó không độ. Mất kém lại toàn cắt đầu lòng dày ăn, cắt đầu lòng nó hòn thế mới đẻo ấy. Mấy ông này chán ghê. Ăn lòng là cái bố và ăn nó phải cái diềm mỡ à. Cái đấy không phải mỡ đâu, cái diềm nó không phải nhiều. Cô thêu nhà mình là cô kêu là mỡ. Cắt hết thì còn thấy đó ăn nó toàn cắt thì nó bảo chủ quán mà cắt thì nó mới lấy. Cái miếng lòng dây dày quá, to quá. Ăn miếng lòng nó ngọt sơn sợt. Có cay à? Có cay nhá. Cái quà này phải giấu đi đấy, của mình đấy. Chia sẻ. Mình thích là thích cái ăn cái kiểu này mình phải giấu đi, không lộ mất. không ăn là tí nữa béo anh nô hoặc anh gấu. Tôi vợ đầy ngon ngay mới sướng mình đã bổ à mới đã đấy xuyên này chẳng nghĩa là kẹp đôi không cứ còn kẹp vào càng kẹp càng có ủi miếng dày hết nhỉ. Không cho nó mắt đi về thế mắt kém. Đi công ty về cái mắt kém. Nhìn con tôm
con nhỏ, sao con to. Hoàm đấy. Ăn nướng rồi. Nằm bình thường thì được mấy miếng đấy là giòn rồi. Còn nấu anh em cùng gặp nhau cứ tiêu ta tiêu tiết thôi, còn là căng lên này miếng dành này cái bố này. Nên là giờ ăn trước đi. Đây. Ông nướng lại bỏ mình nướng nọ nó kia rất nướng cha nướng mẹ nữa. Con đứa cháu nó chắc thỉnh. Ôi rồi ông lại đớp bốn con ông đi mỉm. Hùng rơi mà ôm mất lượt kêu em về ngay mới ai chờ được. Bây giờ dưới đấy nó tối, trong bên bóng điện bao nhiêu chú tháo lên để cho thợ xây nó chát rồi. Tao bà con mình. Tao phát hiện ra rồi mà còn nó ôm mất lượt cả. Thế thì đấy em với anh rồi. Mà rõ ràng là ba bà bảo trứng ở trên vẫn còn chưa chín. Thế mà nó kêu là nên là nói thế, chú gọi thế là bắt đầu là tôn đang dưới đang bê nền. Thế mà chờ 10 phút nữa bảo tối ùm. Cứ bảo 10 phút của mày còn đông. Ra thêm con cá bốn con này làm nồi xem TikTok nào. Quay tao gửi cho luôn. Mẹ cái nồi toàn thì ba bà. Toàn thì ba bà, còn thì kia đâu. Bốn luồng mà món ăn là nghèo à? Món ăn nghèo. Tại cái thêm nó bảo, nhưng mà các bác toàn là nhà nghèo, đúng thật nhà nghèo mới được ăn thế thật. Bây giờ cái thời buổi bây giờ kiếm là chỉ ăn. Đấy, còn nếu mà nhìn thấy nhà khác còn kiểu cũng hoang dã là cũng là phải mua về, bán làm sao được? Nó như thế. Nói cho cái chuột ngon mình cũng nhìn cũng thèm rồi. Mẹ nhìn cái bố ăn nó thích chảy nước dãi. Chuột. Sắp đến mùa rồi, đến mùa chuột này phải đi bên quyền này mới có ăn được. Rồi, để cho bác biển nói đuổi. Rồi bác. bác chỉ đứng quan sát này, nó đi hướng này và nó chạy hướng kia. Không đi bắt chuột còn vui thật nhỉ. Nếu mà không có chuột, có thể dán mà có chuột vui thế. Càng nghe càng đấy. Thế là chứng tỏ anh cũng cập nhật liên tục vậy. Thôi. Tôi đã quay mấy phút rồi gửi ra là bố chạy này rồi. Chưa là em điện là mình đi ra là có cái gì là tài sản rồi. Nhưng mà ta vẫn làm hết đất. Bỏ đi tiếp. Các bố lên điện, các bố còn bia rồi chứ. Cáo mà đi chết đi. Cái này mà, thế xong ra là vâng rằng. Em tạm đây ta áp tải nó luôn đấy, phụ nó nữa. Mẹ cũng có. Có nhiều hết bên nhiêu. Ừ, ăn mày đi. Bộ ngoài chị nha, bố này. Bố qua này. Mà phải cái cạnh đi. Tên chả, rượu tao mèo chua. Thế này, chua mà miếng này dày này. Đầu lòng vã đi. Gì mà đây? Chúng tôi chuẩn phơi pha cũng được. Em không mua nhưng mà em miếng măng thì em tần cái miếng măng này. Ôi, ngon. Cũng đặt liên tục này. Đặt dưa ngấm. Mình pha nhạc mà. Nhiều người cứ bảo chúng không có măng trong quán. Quán mà có cái măng này chúng nó chả ăn hết đi làm gì. Có, một lúc rồi xong tan tưởng. Có khi bán được là 50.000 tiền lòng mất mẹ nó coi như gần như một hút măng. Nông thôn thế. Còn như ra là chủ quyền phá trước à? Em phá trước nha. Ui giời, có hạt tiêu cũng không ăn được cả nhà. Mời đại gia đình nhà mình nhá. Quả này đơm ngập mồm. Mới miếng tiết canh này phải bằng cá mồm, cá mồm bát người khác. Tuyệt vời chưa? Đấy. Món đơm. Ngọt như sọt à? Ngọt như miếng nùi. Tiết canh bằng chân giò này. Là đến chú Hùng à? Quá đỉnh. Quá đỉnh. Quá đỉnh của chóc. Ngồi lên đi thôi, để anh còn làm việc thì chú hấp để chú kiểu cứ trêu anh chứ là anh thèm. Xít ra chậm chẹp nữa. Cực. Tôi không, từ từ ấn đi anh, ấn nó khó không? Ăn nắm. Miếng đi. Ui ôi, nửa bát à? Quả này là ngang chú Tôn rồi, đúng là... Đúng là... Ớt, anh không phải thánh ớt, anh chỉ thánh tiếng Anh thôi. Đúng là đồng hàm với chú Tôn khác là... Hai anh em hoàng là chú Tôn là... Không, em phải xem anh Tôn... Anh xoay kiểu gì? Anh ấy luộc kiểu này, được kiểu này thì khác gì vác cây tre. Ăn phải nửa bát. Ui giời. Quá đẹp. Còn là nửa bát luôn cả nhà. Đúng là nửa bát luôn đấy. Kiếp đẳng cấp chưa? Thôi, chết. Chú Tôn cứ ăn cũng gọn rồi. Đấy, cho mỗi người nó có cái ăn rất là khéo. Nùa kinh. Nùa như là nùa vịt và về chuồng. Quyền băng là nhớ đấy, cay đó. Làm gì một cái. Cay rồi. Có 9 quả. Hôm nay anh ăn số 9. Nên đánh hôm nay đánh đề, đánh còn 933, 339. Nô đề gì? Như thế. Ngon đấy. Xuân không ăn à? Gà tao chú Hùng. Đấy. Anh em mình tiền nào khổ thế nạc rách vào cho đèo cho chỗ này hót ra ôi em cũng thế này thôi.
rồi có ớt, ớt ở ngoài đấy, chú Hùng châm cho, chú Hùng châm cho có ớt cả, thôi nhi, đây đây chú Xuân chú này bẻ cho chú đấy, tranh em ăn là một tranh hành tỏi ớt đồng hoàng, tranh hành tỏi ớt đấy, có thế có tỏi ngâm đấy mà lại có quan đâu, cho nên cái gia vị của mình nhiều lắm thì các không ăn hết. Đúng. Giết nó. Ôi, ôi, phải nhả được. Rắn cưng nha. Cái canh rắn là hơn thạch. Đây này, trắng phau. Cả nhà biết cái canh của chú Xuân cái gì không? Đẳng cấp đấy, là cái canh bằng đầu lòng non đấy. Này đại học Bắc Tuôn nùa kiểu gì? Đại nùa kiểu gì này? Nùa. Úi giời đấy, mút mút đấy. Úi giời. Đó là nùa. Nùa. Chú tôi chú nùa bây giờ ba hai thằng em chúng tôi đang học theo rồi đấy. Rồi bây giờ nùa nùa dân dã này. Bây giờ luôn chưa lắm được. Mày mồm nó rộng à? Ừ. Sướng nhỉ. Bây giờ thế này, cả đấy là chú quyền. Vào game rồi. Mời đại gia đình nhà mình nhá. Đấy, thế là nhảy. Wow, thế là sướng. Khoái, cái cảnh ngọt lắm mà nhà ăn đánh một cái giò, xong là hành nướng, cái vị hành nướng nó thơm này, vị ớt chẳng qua ớt cũng nướng chẳng qua là mình nười nướng thôi, đấy cả nhà ăn nó rất thơm ngon. Mời ông Tiến ạ, mời chú Canh ạ, mời đây, mời anh phải mời đấy lần rồi, con chú Hùng chú Quyền nữa này, chú Canh không phải là lần rồi, ba anh nhưng mà, ừ đúng rồi đây là ba anh nhưng mà, ba anh mà đứng song song này à. Chú mời anh có thể nằm đôi bên thôi để chú về mời cả ba anh đi hiểu không? Chú mà mời anh có thể nằm đôi bên là chết đấy. Lùa lùa mời nhà tuyệt vời đây à lùa nhá về đến nước biển lùa đây mời cả nhà này. Vật đuổi hết luôn mình ăn tốc độ nhanh này khớp mời cả nhà tiếp kênh trên giò. Đúng rồi. Ăn thôi, có cái bút măng nào là mất hết rồi. Hai chú là cứ bút măng nào ra là chú ăn hết rồi đấy. Chú Xuân chân nặng thế, ăn toàn ăn đầu. Ăn toàn là ăn, ăn bút luôn. Chú chơi đẻo lắm. Chú nào cũng chọc chú Quân. Cảm biết rồi thế. Ây da. Hết chi phải hư ngon con cái ông đậu này chú Xuân còn cái thứ hai đấy cái này phải cái cảnh quyền cho em bông một miếng gan nó ngoan này lại rón là rón rón là miếng 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 già này con cứ nó ăn nó bứt gì cả nó ăn từ sáng rồi gan gan nó muối đâu con này à, quên hai con ăn cùng ăn đây này đây cho bông đấy nòng non á là không có mỡ mời cả nhà là tiếp tục không cho nó lại cào cái thằng nô lại mời cả nhà nha còn con đấy thì nó có vấn đề gì không nhỉ nó về cũng bảo là nó có gì thì đâu hả cháu Hải bảo là anh là có cái tiền cầm nổ lắm mỗi cái công việc của hai mình bao nhiêu rồi cô quên đấy. Các chú giới thiệu là đầu với Hải ra ba câu ba điều đấy nhỉ? À đầu với Hải nha. Thôi nhá, hôm nay cũng muốn thằng cháu nhưng mà thằng cháu làm ăn xa mà khó. Hôm trước thằng cháu về nó đập một cục tiền trước là chú ấy. Đây, tình hình ăn năm ăn năm ăn gì? Ăn năm đi ăn năm. Cháu giờ này cánh chim không biết mỏi. Chịu khó nào. Đi xa. Đi xa không phải đi xa như thế mà chịu khó. Ngọt, uống rượu ngọt nó đầm. Không, trước này nó ăn được mấy hai quán tỷ lệ thế. Coi như mẹ không thể gọi được. Không uống nhanh, không uống đông cái dạy. Nhắc một lần, nhắc lần. Xong. Mà giết cảnh. Giết cái cảnh. Giết ngon, anh lên ngọt. Này, chân giò này ngon. Chân giò ăn nhiều. Ngon không? Ngon là cơm. Và mặn măng. Hôm nay đứng đứng chín mà ớt cả nhà là chút tiền là hơ căng cái cảnh của em căng
chính là người quả. Nếu có người nào ăn được thì ngon tuyệt vời, em ăn ra thấy ngon. Chú không ăn được là chú cay. Ừ. Ăn được là ăn xương nhỉ. Ông là ông, cái bông này là ông ăn nhiều nhất. Kiếm được ít nồng ngon ngon nào, không gặp những quả này cũng cái lòng sẽ yếu đấy nhỉ, hoa là thiếu, ngon. Cái này có phải kiếm được bệnh không? Không, 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 là gì cái u u cả tai cả nhà. Em là ít nhất thì em vẫn vẫn quả khá thêm. Này chơi này chơi cả quả mà đấy thì sẽ. Mình lại làm bữa ăn sáng thì cái dân dã hàng ngày đâu, nhưng hôm nay lại gặp các chiến hữu này là hơi khó. Lâu lắm rồi không ngày. Gặp chú Xuân và chú Quyền là hơi khó. Tại vì làm công ty là nó mất công ty nó mới khác. Còn chú Hồng bây giờ chúng là càng hơi khó mà chạy một tẹo. Đấy cả nhà, cái chia sẻ bữa ăn sáng nồng nặc tiết canh dân dã hàng đời thường của anh em mình. Mục luôn đi, chúng ta chào đại gia đình đi. Đây là video nó có thời lượng nhé. Mỗi lần xem cho anh em mình lại cái kênh ủng hộ và chia sẻ mọi người biết. Tại vì anh em mình làm mình chuyên về chủ đề là anh em bữa cơm gia đình hàng ngày. Ăn uống rất dân dã đời thường, có gì ăn đấy thôi, ăn hàng ngày như là mình chia sẻ đấy thôi. Chứ không phải là mình đi làm phải làm video cái hôm nay cái nọ mà ngày mai cái kia là có. Ăn ăn nó vui thôi. Vâng. Bây giờ chào cả nhà nhé. Chào cả nhà. Ôi trời ơi cái này. Ôi trời ơi cái. Chào cả nhà. Anh em hâm mộ kênh của mình nhá. Ở hôm nay là toàn cơm mặt. Cơm mặt thật men. Tuyệt vời quá trời. Hello.